Chào mọi người đã đến với kênh YouTube Vật liệu xây dựng Hiệp Phát. Hôm nay mình có cái lô hàng mới về, đó là xịt bồn cầu. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng cái lô xịt bồn cầu này nhé. Giờ mình sẽ khui ra cho mọi người cùng xem bên trong có những gì. Thì bên trong bao gồm là bộ ron ốc vít, đầu kẹp, và đây là hai đầu nối của nó. Cái này là cái đầu xịt sẽ nối vào một đầu, và một đầu chúng ta sẽ nối trực tiếp vào đường nước của mình nha, để cho nước xịt không có bị rò rỉ, chúng ta sử dụng cho keo lụa. Đây, chúng ta quấn vào cái đầu răng của cái đầu xịt này. Thường thì để chắc chắn thì người ta thường dán keo, nhưng mà đối với những cái dòng xịt này thì chúng ta nên quấn keo lụa, để có gì sau này hư hỏng mình có thể thay thế được. Này, chúng ta chỉ cần dặn chặt lại là nó sẽ không bị rò rỉ nhé mọi người. Đây là phần đầu còn lại. Phần đầu còn lại nè, tùy vào ống nước của gia đình chúng ta sử dụng. Một là chúng ta sử dụng ống nước 27. Đây là đầu nối răng ống 27, răng 21 nha mọi người. Chúng ta ra ngoài cửa hàng mua một cái đầu nối ống 27 răng 21. Xong là chúng ta sử dụng nối bằng cách quấn keo lụa, chứ không sử dụng keo dán nha mọi người, để sau này dễ dàng thay thế tháo lắp. Đây. Thế là xong rồi đó mọi người. Còn cái cục nhỏ này là cái cục để gắn cái định hình cái dầu xịt của chúng ta vào tường, để gá lên đó, để không có rớt tùm lum đó mọi người. Lúc nãy khi mà mình gắn, mình đã quên sử dụng bộ ron có sẵn ở trong bộ xịt này. Bây giờ mình sẽ gỡ ra rồi mình thêm ron vào nha mọi người. Miếng ron này nó có tác dụng là ép nước chặt lại, đặng cho cái phần đó nó không có bị rò rỉ nước ra. Nếu mà không có ron á thì nó sẽ bị rò rỉ nước nha mọi người. Cái phần ron này chúng ta cũng có thể mua lẻ ở bên ngoài được, nó rất là rẻ, thường là cửa hàng là tặng kèm nha mọi người. Mọi người mà lỡ có rớt mất ron hay gì, cứ ra cửa hàng xin một miếng ron là người ta sẽ cho mọi người nhé. Tại vì giá thành của nó rất là rẻ. Đây, mình sử dụng miếng ron cho hai đầu của nó. Đó là cách mình gắn bộ xịt vào ống đường nước 27 nha mọi người. Và sau đây mình sẽ chuyển qua cái gắn giò xịt vào ống đường nước 21. Khi mà đường nước của mọi người là ống 21 thì chúng ta ra ngoài tiệm chúng ta mua một cái nối răng, nối ống 21 răng ngoài 21 luôn nha mọi người, để cho dự kích với đường nước của chúng ta. Thì cách làm cũng tương tự, thì mọi người cứ quấn keo ron cho cái phần răng, để nước nó không có bị rò rỉ ra ngoài. Mọi người nhớ là không có chét keo nha mọi người.
để sau này chúng ta thay thế dễ dàng. Còn khi mà mọi người trét keo á thì chúng ta phải cắt bỏ cái phần đó. Mọi người có thể sử dụng răng thao hoặc là răng mũ. Răng thao thì cái độ chính xác răng của nó cao hơn nên nó ít bị rò rỉ và tuổi thọ của nó là cũng cao hơn cái phần răng mũ nha mọi người. Giá thành nó cũng nhỉnh hơn so với răng mũ khoảng gấp đôi á mọi người. Đây chúng ta bóp cái tai xịt như thế này thì nước tự động văng ra nha. Áp suất rất là cao. Dây xịt này chiều dài của nó là khoảng 1 mét nha mọi người. Đây mình sẽ bỏ trở lại trong bịch cho mọi người. Sau khi mình đã hướng dẫn mọi người cách tháo lắp vòi xịt vệ sinh vào đường nước ống 21 và 27 thì mình sẽ làm giá cái lô hàng này nhé. Mọi người muốn mình review hướng dẫn cách sử dụng của những mặt hàng điện nước nào thì cứ để lại bình luận bên dưới thì mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian và làm clip hướng dẫn cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube của mình. Mọi người có thể nhấn đăng ký để xem nhiều video hơn về các vật dụng điện nước gia dụng, review các loại nhé mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nhé.